sẽ review cho mọi người cái bếp của mình. Để mình quay gần lại cho người coi. Để mình rút cái điện thoại ra khỏi cái này cái. Đây. Đây là căn bếp trong nhà trọ của mình ha. Quay dừng được cho mọi người thấy. Đó. Nãy mình mới rửa chén xong rồi. Ăn xong là rửa chén rồi. Đây là chai nước không độ. Này, để mình đậy nắp lại cái đã. Này, mình đầu tiên là mình sẽ cho mọi người coi cái nồi cơm điện này là mình đem từ ở dưới nhà mình lên đây. Điện bên trong vẫn còn cơm hồi nãy mình ăn dư mọi người. Để trong này luôn, sáng mai hãy vớt ra. Còn cái này bình thường mình sẽ để ở dưới này để mình đổ nước nha. Đây, đây là, mình sẽ đổ nước vào đây. Nhưng mà trong đó nó có một hạt gạo, mình sẽ rửa đi. Đổ ra đây. Đây, mình đổ vào đây. Rồi, tiếp theo đây là cái bếp từ. Trong này là canh bí đỏ. Bếp từ này thì mình mua trước. Bếp này bếp, không phải bếp từ mà bếp bếp hồng ngoại nha người. Hồi đó mình mua giá là cỡ hơn 1 triệu. Đây là một số gia vị. Đó, xin xôi. Đó, ở trong phòng ăn thì rất là cần thiết những cái thứ này. Mấy cái vật dụng này là cái nào mà mình đem ở ở nhà lên được á? Cái nào mà đem ở nhà lên được thì mình sẽ đem luôn. Cho nó tiết kiệm luôn mà. Mấy cái này mua và lặt vặt nó cũng hơi tốn luôn á. Mấy cái thau này, mấy cái này toàn là mình được mình đem từ nhà lên rồi. Mẹ đóng đây hết rồi. Cái này là mình đem từ nhà lên. Có những cái ví dụ như là cái thớt này là mình muốn mua, thớt kéo nè. Mấy cái này cũng đem về nhà lên luôn. Đũa thì đũa mua nha. Đũa này lâu lâu mình thay đũa một lần. Khoảng 1-2 tháng gì đó mình thay đũa nó móc móc cái thương vô là mình sẽ đi thay. Đây là cái đồ để móc cái móc cũng đem về nhà lên luôn. Nói chung là đây nè. Trong cái đống này nè là không có cái nào ngoại trừ đũa ra thì toàn là đem ở nhà lên không à. Không. Có cái dao nạo đây nè. Có dao bào. Bào cái cây, bào vỏ này, này cũng đem ở nhà lên luôn. Mấy cái hũ này á, hũ để đựng á, là cũng đem ở nhà lên luôn chứ không có mua. Cái nồi này mình cũng đem ở nhà lên luôn nè, cái này luôn. Cái ly này thì cũng đem ở nhà lên luôn rồi. Quá trời nhiều luôn. Đó. Tiếp theo còn ở dưới thì đây, cái trái xoài siêu to khổng bự luôn nè, quá trời bự luôn. Này cho mọi người coi nó tay với cái tay của mình, quá trời bự luôn nè. Cái xoài này thì nó phải chín ăn mới ngon nè, chứ nó chưa chín là ăn nó chua lắm mọi người nè. Để ngồi nó chín nè. Mấy cái hũ này mình mới đem ở dưới nhà lên nè mọi người nè, bạn mình mới đem lên đó. Đó, hũ này được bỏ gia vị vô. Trong tủ mình thì có một số cá hộp, cái hộp cá hộp ba cá hộp, cá này cá gì ta, cá hộp ba cô gái đúng không, cá hộp ba cô gái này, sốt và hương vị đậm đà hơn. Cái này là cái phiên bản mới mọi người. Này mình chiên xong mình bỏ trứng vô ăn cũng ngon mọi người. Là một cái bánh kẹo này, bánh kẹo nhưng mà bọn mình chưa đụng tới tại vì mình vẫn còn rất là nhiều đồ ăn. Có rồi, sô cô la này, bánh nè, bánh sốt nè, này choco pie nè, quá trời luôn nè. Đây mà đợi được tết không cái gì nữa đúng không? Đó, ừ, trong đó thì mình còn có một này, bột ngũ cốc với là nghệ mọi người. Bột tinh bột nghệ này mình để uống khi mà mình bị đau bao tử. Đây khi đây là cái chai mật ong mình uống lâu lắm mà nó vẫn còn một ít dưới đấy nè. Đó, còn lại đây là một số gia vị thôi. Nói chung là không, cái bếp thì nó cũng rất là đơn giản thôi, không có cầu kỳ quá. Nhưng mà cái bếp này rất là cần thiết bởi vì mình sử dụng nó dường như là hàng ngày luôn. Ngày nào cũng phải dùng. Tại vì
ngày nào cũng phải nấu ăn mà, đúng không? Nấu ăn ngoài thì nó tốn lắm, cho nên mình phải mua đồ ăn gì mình nấu. Trong tủ lạnh thì có đồ ăn qua này gửi xuống, như là gà hay là hải sản gì đó là gửi xuống mình bỏ tủ lạnh, khi nào mình ăn đó là mình sẽ đem ra mình trả đông đó. Còn là đúng rồi, còn cái quan trọng nhất của cái bếp này là cái này mọi người, cái này nè, cái kệ để chén gì đó nè, là mình mua tới 250 lần rồi. Cái kệ có chút ép vậy nè, 250 rồi. Về mình phải khoan vô tường đó, khoan vô tường, bên này thì không có quay khoan được, nhưng mà phải cột vít đó, cột cái dây kẽm vô. Mua cũng khá là nhiều, mình mới xuống mà mua quá trời nhiều đồ luôn đó. Mấy cái son nồi này cũng đã đem từ nhà luôn á, đa số là từ nhà hết. Mùa Covid cho nên là mấy cái chai cồn này là ở trong nhà luôn có nha mọi người. Thôi mình sẽ dừng, giờ mình sẽ dừng video tại đây nha mọi người.